Chào Hoàng Nhật, xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con máy lọc không khí Daikin đồng hồ vuông. Đây là cái phiên bản mà nó phải nói là vào cái phiên bản hàng VIP của thằng Daikin. Tại thời điểm ra mắt thì nó là trong một trong những cái mẫu đắt tiền nhất của hãng Daikin các bác nhé. Con này có công nghệ bằng lọc kép, màng HEPA và màng tĩnh điện. Về hình thức con này thì vỏ nguyên bản còn khá là đẹp, vỏ nguyên bản chưa sơn chưa làm gì, chung là một con máy đẹp đều theo thời gian, đúng theo chất bãi, vỏ rất nguyên. Đã là nguyên thì không tránh khỏi xước sát các bác nhá, trừ khi sơn tút từ đầu đến đít, nhưng mà con này nói chung là còn rất là đẹp. Đấy, khá là đẹp luôn, hình thức đúng như chất bãi. Con này là MCK70NKS 75W, dùng cho phòng khoảng 50-55m2 trở lại. Năm sản xuất 2013. Một con Daikin đồng hồ vuông. Con này thì bên em đấu điện 220V rồi. Các chức năng khóa trẻ em này, test luôn nha các bác. Đấy, giữ 3 giây thì nó khóa nhé. Đấy, mở hẹn giờ này. Eco yêu buồm, các tốc độ buồm, tốc độ lọc khí, điện 220V, công nghệ timer, đồng hồ báo bụi mùi, phần trăm độ ẩm, con em để số 8. Về phần màng lọc thì con này bên em thay màng lọc HEPA mới tinh các bác nhé, màu HEPA mới. Hai quả lọc tĩnh điện hai bên. Chỉ duy nhất 3 cái model đồng hồ tròn, đồng hồ vuông và Daikin vầng trăng là có công nghệ màng lọc kép, màng HEPA, màng lưới thô. Đấy. Và hai quả lọc tĩnh điện bụi, trước khi đi vào hai quả lọc tĩnh điện này thì phải qua màng lọc HEPA này, qua hai quả lọc tĩnh điện này sẽ có nhiệm vụ là đốt bụi, tiêu diệt bụi vi khuẩn nấm mốc nằm qua đây. Thanh timer này cũng có nhiệm vụ tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc độc hại, làm ẩm ra. Đấy, công nghệ của nó rất hiện đại, độc quyền của Daikin. Bên kia này thì là khu vực bình nước buồng rất to đẹp, màng tàu ẩm còn rất mới các bác nhé. Con này em bán là 3.900.000. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá 3.900.000, chưa phí vận chuyển, chưa phí vận chuyển còn đổi nguồn thì đã tặng kèm các bác bên trong này rồi. Ship hàng toàn quốc, không bao ship. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500 nhận hàng, thanh toán nốt. Chào các bác.